ảnh trước mặt anh em thì đây là chiếc tàu đực nha anh em. Tàu đực nha. KG90961TS. Nghe giống tiếng máy SR quá. Cái này chạy lô bả nha anh em. Sàn khô thì xài 6 chân. Bề dài của nó thì khoảng 22 mét trở lại nha. Bề ngang thì nó khoảng là 5 mét mấy anh em. Cái này cỡ 5m6, 5m, 5m8 nha. Này tàu đực nha anh em, tàu đực. Tàu cái nó không thấy ta nãy giờ. Đó, khi cầm cái lái nó nhổng lên gì nè. Anh em thì đây là chiếc tàu cái nha anh em. Chắc bị lấy đá đây. Chiếc này bề ngang nó 6 mét mấy nha anh em. Quá đã. Dễ hai móc câu trước nha. 94634TS. Ồ, chiếc này chắc mới xuống ụ quá gì đây. Mình thấy cái vỏ lãi nó kè nha. Ồ, không phải mới xuống ụ luôn, chắc đi đổi hộp số, đổi máy gì đây. Vỏ lãi đang kè nha anh em. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi má sẽ vuông. Anh em ngồi chiếm trễ quá. Chiếc này cỡ 6m8 nha anh em, 6m5, 6m8 nha. Bề dài thì khoảng 27-28m nha anh em. Cabin 2,5 tầng. Quá kêu. Chiếc này xài lô bãi nha anh em. Rồi chắc đi đổi máy rồi. Hai vỏ lãi kè nè. Chiếc là tiền công vài trăm ngàn nha, tùy theo cái quãng đường nha anh em, tùy theo quãng đường dài hay ngắn nha. Đó. Cái chiếc này hiện tại nếu mà chứa cá đó, chiếc tàu cái này nè, chứa cá đó là nó chứa trên 180 tấn nha anh em, chứa trên 180 tấn, bảo đảm luôn chiếc này. Gò má sẽ vuông, dài, chiếc này cỡ 12 hầm quá. Mình không lên ghe được ha. Mình đoán thôi mà thường là chiếc này là thường 12 hầm. Đó. Trước mặt anh em thì đây là chiếc tàu cái nha anh em. Chiếc này xài sàn khô hai chân à. Rồi nó mới cân đồ xong nha, cân cá xong nha anh em. Giờ đang ve ra khỏi bến ha.
Rồi chạy máy S6R cái gì đây. Thường mấy xác này là chạy máy S6R nha anh em. Tại vì nó nói chung là nó xác nó lớn á, cho nên chạy G4 thì chạy không nổi ha. Chiếc này xài lô bả ha. Bạn nghe chiếc này thì 6 mét mấy á, khoảng 6 mét 3 đổ lại nha. Còn bề dài thì nó khoảng 25-26 mét nha anh em. Đó, anh Tài Công quay qua lăng nè. Cabin thì 2,5 tầng. Nếu mà đóng thêm, đóng cái cabin mà nó dài ra 3 tầng luôn ha, là tốn tiền. Đó, tốn tiền thêm, bởi vậy có nhiều người đã tính á. Thằng khôn nè, đến đây xài có 2 chân nè. Nếu mà tính thêm 2 trụ thằng khôn nó là bao nhiêu. Giờ quất vô trong trụ cabin luôn, nó bắt bộ lon đó luôn. Bởi vậy mỗi ý chủ khác nhau nó tính cỡ đó đó. Đâu ai giống ai đâu đúng không? Thời buổi này thì cá thì không còn nhiều, cho nên làm gì phải tính cho kỹ nha anh em, phung phí quá cũng không được. Rồi, quay về bến luôn. Cái này chạy chắc hộp số là từ 12,5 đến 14,4 nha anh em. Hai hộp số đó ha. Phiên dịch 3 mét mấy. Nè lô bả nè. Quá bể à, lương đụng bể dữ dằn thì chứ. Nàng lương đụng bị bể nè. Đó, keo chóc hết trơn nha. Không sao, cái này tốn vài triệu tiền lắp keo nữa. Công keo vài triệu. Thôi bây giờ anh quay đầu qua đây cái gì đây. Ta quay đầu ngược lại anh em ơi. Quá kéo rồi, khói rồi. À chắc quay qua đó đó. Để coi như thế nào nữa nha. Wow. Khói.
Rồi quay quay đầu quay đầu, đúng rồi quay đầu lại rồi. KG90950TS. Mấy dán này dán hồi xưa không nha anh em. 90 này là trên 15 năm rồi nha anh em, biển số này nè. Khói mịt mù. Cái chiếc bên đây màu đỏ này nè là cũng lấy đá rồi nha, chắc ngày mai ngày mốt thì dậy ha, bữa nay 16 chắc 18 dậy quá. Rồi quay đầu được rồi, ok nhá, biết chạy đi đâu đây. Chiếc này miệng cào nó đã để đâu hết trơn, người ta chắc đem xuống hầm quá. Hay là giờ anh làm tàu tải cũng không biết nữa. Tại Kiên Giang bây giờ là theo cái phong cách của Vũng Tàu là phải dùng một chiếc nó đi ra đổi ghe, nó dự trù 2-3 chiếc ở nhà ra đổi. Rồi ok, chúc mừng anh em thì đây là chiếc tàu tải nha anh em, chiếc này có lên bê gió nữa nha. KG94329TS. Trời ơi, nó ngang tràn luôn, nhìn ớn thì chứ, quá trời. Tới biển số luôn nè. Rồi, mấy anh như phụ đang giải trí với bộ môn bài 52 lá nha. Tàu tải không biết ra đâu nữa. Còn cái chiếc này nó ngắn ngủn mà trời, nó chưa được 12 mét nữa, mình nghe nó 4 mét mấy ha.